Xin chào cả nhà, hôm nay Hiền sẽ giới thiệu cho cả nhà dòng xe Winner làm mây làm mưa tại cửa hàng Hiền ha. Màu sơn rất là đẹp luôn và được nhiều người già trẻ gì cùng ưa chuộng và hỏi rất là nhiều, yêu cầu Hiền quay Winner á. Thì hôm nay Hiền sẽ quay Winner V3 cho cả nhà tham khảo nha. Winner bên Hiền lên màu rất là đẹp nha cả nhà, rất là nhiều màu luôn và giá cực kỳ là rẻ cả nhà. Đối với dòng xe này thì cả nhà không đủ tài chính có bên Hiền có bán được hỗ trợ góp nha. Góp thì chỉ cần căn cước công dân gắn chip cho Hiền và trả trước cho Hiền từ 5 triệu trở lên để dễ đổi hồ sơ hơn nha cả nhà. Đây, màu này là màu xanh xi màu sắt xi măng này cả nhà. Phiên bản này rất là đẹp luôn và bên Hiền được sơn mâm lên luôn đó cả nhà, để tem màu cam và mâm màu cam giống nhau á. Nó rất là đẹp ha. Nếu cả nhà không thích mâm này trở về mâm đen thì bên Hiền cũng lên luôn nha. Màu sơn 3D thì bên cửa hàng Hiền có bảo hành và ra cà vẹt đúng màu để cho mình lưu thông nha. Em này là em Red Son này cả nhà, phiên bản này là ABS này. Đó, rất là đẹp luôn. Màu này là màu Monster này cả nhà, khá là đẹp. Màu này là màu đỏ, rất là nhiều màu. Bên Hiền trưng diện đây hầu như là màu sơn 3D cả nhà. Ngoài màu sơn 3D thì bên Hiền có bắt màu zin nha. Màu zin luôn luôn là có, màu hãng đó cả nhà. Đó, đối với những dòng xe trong nước thì được bảo hành toàn quốc. Khi cả nhà mà không ở xa, không có mua lên cửa hàng Hiền mua xe được á, thì bên Hiền có ship xe nha, ship xe toàn tỉnh. Đối với những người mua tiền mặt nha, cọc trước cho Hiền rồi cho Hiền địa chỉ, Hiền sẽ ship về tận nơi nhà cho mình. Cho nên cả nhà yên tâm ha. Nếu mà có biển số giấy tờ thì Hiền sẽ gửi về tận nơi nhà cho mình luôn. Còn cả nhà mà muốn mua tiền trả góp á, thì lên cửa hàng Hiền một lần để làm thủ tục mua góp. Còn xe hoặc là có giấy tờ thì Hiền cũng gửi về cho mình được nha. Đó, cho nên cả nhà yên tâm. Bên Hiền rất là nhiều màu này cả nhà. Nếu cả nhà yêu thích những cái màu này á, thì cứ chat với Hiền, Hiền sẽ tư vấn rõ ràng hơn về giá cả tiền mặt cũng như trả góp nha. Đối với dòng xe Winner V3 bên Hiền đang bán ở mức giá là 34 triệu 500 đến 38 triệu 500. Khi mua góp trả trước cho Hiền từ 5 triệu và mua xe đặt lịch trước, Hiền sẽ giảm cho mình là 2 triệu vào giá xe này nha. Mua góp nếu mà cả nhà muốn nhận cả vẹt gốc luôn thì trả trước cho Hiền từ 40% giá trị của chiếc xe ha. Ngoài dòng xe Winner thì bên Hiền còn bán Sonic, Sightseer, Raider và E-Center 150, 155. Tất cả những dòng xe bên Hiền bán thập cẩm xe nào cũng có cả nhà. Cả nhà muốn biết về dòng xe nào thì cứ để dưới bình luận video sau, Hiền sẽ trực tiếp qua xe đó cho cả nhà tham khảo ha. Hoặc là chat trực tiếp với Hiền hoặc gọi điện cho Hiền qua hotline 0704 838 762. Số đó là số chính chủ của em Hiền nha. Em Hiền có sử dụng Zalo luôn. Và khi mua xe đặt lịch, Hiền sẽ hỗ trợ 2 triệu tiền xăng xe đi lại nha. Kết bạn với Hiền, Hiền sẽ gửi vị trí để mình đi chính xác nha. Rồi, Hiền xin chào và hẹn gặp lại cả nhà một ngày gần nhất tại cửa hàng Hiền nhé. Bye bye.